Audio Jungle. Bà này dốc nhá. Bà cầu đi phá đi. Đấy, anh xuống đi, em đỡ đây không? Xuống chưa? Xuống rồi. Let's go! Chị bảo đây! Mua lên, mắc ra đi em ơi! Đi cẩn thận nhá! Chạm dây! Chạm dây là trừ 1 điểm, đè lên dây 2 điểm, đổ cọc 4 điểm. Mắc ra đi anh ơi! Mặc là mặc thế nào? Bình tĩnh nhá, đi về chỉ nghe một chim lợn thôi. Đường bé này. Em coi cho nhá, sướng vãi cả đái luôn nhá. Được. Mẹ ba trọng tài chạy luôn là bụi cây. Ôi ôi. Cái gì mẹ đấy? Vãi đàn lồn. Bắt trốn nhanh. Chờ đồng đội đi em ơi. Nhanh lên, bắt trốn nhanh. Được phẳng. Không đen cái đúng. Vâng, đây các anh đang vào đường đua số 1. Rồi. Từ từ thôi, cứ bình tĩnh đi. Bình tĩnh kẹt nhau. Vừa khó đường trơn. Tí nữa mình mà đi nhá, anh ủi em bắt. Quay hộ phát. Tới đi. Trừ 4 đi hả? Để mày đánh gọn ra đây này. Trên dài. Này. Vâng, các anh ấy đang cãi đây nhau này. Tiếp rồi. Tục chạm nha, chạm rất nhiều luôn. Rồi đè lên 2 điểm. Đè luôn. Đè lên rơi 2 điểm. 2 điểm nữa nha. Yêu. Nhanh ra ổn đít đi kìa. Thằng đồng đội sau đó. Em biết rồi. Được chưa? Anh mà ra ủn ít đi kìa. Đây. Bình tĩnh đi. Từ từ anh ơi, ra ngoài đi. Rồi. Cho thêm 2 điểm nữa đi. Đội này đè dây kinh quá, phá trách quá. 2 điểm nữa. Trừ 2 điểm. Tổng số là 4 điểm, 2 điểm thôi. Gạch vào ô 2 điểm 4 phát đi. Ôi ôi. Từ, bốc đầu đấy. Lui lại giật nó ca nhỉ. Xong rồi. Lấy dây kéo lên, lấy dây. Anh đứng đấy. Cứ bình tĩnh em lùi đi. Đút đi vào anh ra. Sạm hơi nhiều đấy nha. Đấy. Đè cọc. Chưa đổ 2 điểm. Đi ra đi. Lên luôn. 2 điểm là cộng trừ đéo. Ôi, đi lùi lại. Thôi, nát rồi. Đứng lên. Bỏ tay ra, một xe đã bị lật. Đổ cọc nữa, cộng thêm 4 điểm nữa. Thế là 3 cái 4 điểm rồi nhá. Xong rồi. Đâu? Này đi phá chắc cái này. Bình tĩnh đi.